Ở trong cái khu chung cư này có người bỏ cái lo nè, lo hiệu xăm 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 xăm. Cái này nó đi chung với cái cụm lê của cái này hay gì đó mà mình thấy ở trên cái thùng này, nó không có cái lỗ gắm. Ở đây có dây nè, cái lo này tiếng Mỹ nó gọi là bar, speaker bar, dùng cho tivi. Lo này là lo của tivi. Hồi xưa đó mình mua tivi á thì người ta làm cái lo ở trong, nó dính ở trong cái màn hình tivi luôn. Nhưng mà thời buổi bây giờ nó hiện đại đó, người ta muốn cái tivi nó mỏng, thiệt mỏng. Thì khi mà nó mỏng á thì người ta không có gắn thẳng cái lo ở trong cái tivi. Thì người ta bán cho mình có nhiều loại cái tivi đó, thì người ta bán cho mình nó kèm theo cái lo giống gì nè, lo gời á, nhưng mà mình bảo đảm cái này là lo của cái tivi. Đó, để mình lụm lên mình nghiên cứu coi. Nếu mà nó xài được á thì mình câu vô cái tivi của mình. Nhưng mà mình bảo đảm luôn, cái lo này chắc chắn 100% còn dùng được. Tại vì mấy cái này nó không, đối với người Mỹ nó không có bao nhiêu tiền hết đó. Nếu mà người ta treo bảng bán trung bình cỡ 20-30 và mắc công lắm, tối đa là bán được 25 đô à. 25 đô mà mình phải tốn công mình chờ đợi, mình hẹn người ta nữa các bạn biết không. Cho nên cái này nó không có phải là dạng đắt tiền đó. Khu chung cư của mình đó, bỏ gác ở đây nè.